Miami Beach, Florida. Quán xin kính chào các bạn thân mến đang ghé thăm kênh Your Real Estate USA. Your Real Estate USA chia sẻ những kinh nghiệm mua bán bất động sản và những đầu tư bất động sản mà Ngọc Ánh đã học được sau hơn 30 năm làm nghề môi giới bất động sản tại Hoa Kỳ. Tiếp tục hôm nay, Ánh sẽ chia sẻ với các bạn bước tiếp sau khi đã ký hợp đồng mua nhà. Trong những cái clip trước, Ánh đã hướng dẫn các bạn cách đi coi nhà, cách đi thương lượng giá nhà và cách viết hợp đồng để mua nhà. Hôm nay là tiếp bước tiếp là sau khi đã ký hợp đồng mua nhà phải làm gì nữa, là mình phải bắt đầu làm giấy tờ để đi mượn tiền bất động sản đi mua. Ngân hàng sẽ hỏi các bạn 3 năm giấy thuế để chứng tỏ để mà chứng minh thu nhập. Rồi ngân hàng cũng muốn cho các bạn muốn hỏi 3 tháng cái giấy lương W-9 để có thu nhập. Họ sẽ coi credit của bạn, coi thử các bạn credit của bạn có đủ không. Thường thường là phải từ 650 cho tới cho hơn thì họ mới cho mượn tiền. Cái số tín dụng của bạn càng cao thì tiền lời sẽ thấp. Nhà băng quyết định tiền lời cho vay tùy theo cái số tín dụng của bạn. Nếu số tín dụng của bạn càng cao thì tiền lời sẽ càng nhẹ hơn. Rồi họ sẽ hỏi bạn nộp. Ngoài ra họ sẽ bắt bạn điền những cái tờ giấy, những cái form để họ nghiên cứu coi mượn tiền bao nhiêu. Thì mỗi nhà, mỗi ngân hàng, mỗi nhà cho mượn tiền họ có những điều kiện khác nhau và giá tiền lời khác nhau, thì mình phải trả giá nha bạn. Mình không có người ta nói bao nhiêu thì mình nhận cái đó. Mình hỏi chỗ này nó nói 3 phần, chỗ khác nó nói 3 phần rưỡi. Mình trả xuống 2 phần rưỡi, 2 phần 7. Thì cái mức tiền lời đó, thì nó tùy theo mỗi ngày. Tại vì trên thị trường thì mức tiền lời có lên có xuống không. Khi mà mình quyết định bao nhiêu tiền lời đó thì cái ngày đó là nó sẽ block cái đó cho mình, nó sẽ chặn đứng cái đó cho mình. Nếu mà có lên cũng không có lên nữa, mà có xuống thì không có xuống nữa. Thì mình phải mau chóng nộp giấy tờ để cho họ nghiên cứu, rồi cái mình bắt đầu mình điều đình. Mình nộp giấy tờ 2-3 chỗ để chi, để mình có mỗi chỗ đó nói làm sao thì mình mới nhận, mình mới là tùy theo mình quyết định. Thường thường là sau khi nộp rồi là khoảng chừng 1 tuần, 2 tuần thì ở cho mình biết là bao nhiêu. Trong thời gian đó thì mình liên lạc với luật sư của mình để ông chuẩn bị làm giấy tờ cho mình. Thì ở Mỹ khi mượn tiền thì nó có bắt mình phải mua cái title insurance, tức là cái tên, cái một cái bảo hiểm cho cái giấy chứng nhận nhà đó. Nghĩa là gì? Cái bảo hiểm đó là mình phải mua để vậy là bảo hiểm nó bảo hiểm cho mình trong thời gian quá khứ, nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, như là ông nào có thiếu nợ, hay là chuyện gì xảy ra trong quá khứ thì là có ảnh hưởng tới cái chủ quyền nhà mình thì hãng bảo hiểm nó sẽ đền. Thì khi mình đi mua nhà, mình mượn tiền nhà băng thì nhà băng bắt buộc mình phải mua title insurance. Rồi mình phải đi kiếm cái hãng bảo hiểm nhà. Thường thường là người môi giới của bạn họ sẽ giới thiệu cho bạn những nhà bảo hiểm mà họ quen biết, tại họ làm nhiều, người có uy tín, họ sẽ giới thiệu cho bạn những người có uy tín để bảo hiểm với nhà. Họ phải bắt đầu làm bảo hiểm với nhà trong cái năm đầu đóng tiền. Tại vì khi mà đến closing, tới ngày mà làm giấy tờ, kiểm soát hết giấy tờ, ngày kết thúc giấy tờ, ngày ký tên đó, thì là ngân hàng nó muốn bạn đưa cái giấy chứng nhận là bạn đã đi bảo hiểm cái nhà. Đó là những cái gì mà những giấy tờ. Rồi bạn phải nhờ người môi giới của bạn kiếm cho bạn một kiểm soát inspector
home inspector kiểm soát cái nhà. Người home inspector sẽ tới cái nhà đó, coi từng chi tiết, coi hệ thống điện, coi mái nhà, coi có mục chỗ nào, có mục chỗ nào có gì. Hay là có nhiều khi người ta cất thêm một cái đằng phía sau mà không đúng theo tiêu chuẩn thì họ sẽ cho mình biết. Nếu họ nói cái máy này mà cũ lắm rồi, có thể là bị có vấn đề hay là bị dột, thì là mình cũng biết cái đó để mình biểu chủ nhà là cái này là mình đã giá rồi, nhưng mà trả cái giá đó cho một cái nhà toàn hảo. Nếu mà chỗ này bị nứt, chỗ kia bị dột thì phải đưa tiền cho mình sửa. Nếu mình thích cái nhà đó quá thì mình biểu họ đưa tiền cho mình sửa, thì cái home inspector nó sẽ nói cho mình cỡ chừng bao nhiêu. Tại nó là trong nghề của nó thì nó biết là tốn bao nhiêu để sửa. Nhưng mà nếu mà cái nhà mà có nhiều vấn đề quá thì cũng không có nên mua. Nếu mà cái nhà mà ống nước nó hư thì mà về sửa theo tiêu chuẩn mới là tốn nhiều tiền lắm. Nếu bạn muốn vô mà để bạn bỏ thời giờ ra sửa thì bạn phải trả giá cho rẻ xuống, rẻ nhiều lắm đó, để cho nó bù công bù lao bù cái tiền sửa. Tại vì sửa cái mới sửa cái cũ bây giờ có nhiều khi còn mắc hơn là đi là mua mới tinh nữa bạn. Thì có nhiều người là thích là thôi mua nhà cũ đó, nhiều vấn đề lộn xộn quá thì mình mua nhà mới luôn. Nhưng mà cái nhà mới thì nó có vấn đề khác. Thường thường nhà mới bây giờ mới cất thì họ ở trong một cái khu mà có ban quản trị. Thì khu mà có ban quản trị thì nó có nhiều vấn đề, thì mình sẽ nên là có, cũng như là mình vô ở chỗ mà có người nó quản trị cái cách mình sống, nó cấm đậu xe này, cấm đậu xe kia, là cũng không có tự do. Thì có nhiều người không muốn cái đó, nhưng mà cái là mình an ninh tại có lính gác, có hàng rào quanh. Còn có nhiều người sở thích bây giờ họ đi kiếm mua cái nhà nào mà hơi mới mới mà cất riêng mà không có homeowner association, để không có an ninh bằng là có lính gác này kia, nhưng mà họ tự do, mình muốn mở nhạc là mình mở, mình muốn mở tiệc là mình mở. Còn trong homeowner association đó, thì mỗi lần mở tiệc này mình phải xin phép trước, nó có nhiều cái ràng buộc. Thì nếu mà nếu mà cái nhà đó mà ở trong homeowner association thì luật sư của mình sẽ liên lạc với homeowner association để coi thằng chủ nhà có nợ, có bị nợ hay là bị gì, bị phạt trong homeowner association, thì là luật sư sẽ lấy cái tiền phải trừ cái tiền mà họ nợ rồi họ bị phạt ở trong đó. Nếu mà mình sai lỗi của họ là bị phạt nha bạn. Thì ví dụ như là nó không cho cấm đậu xe, nó cấm đậu xe mà thương mại và xe taxi nó không cho đậu ha. Thì nếu người ta đậu thì nó phạt, có khi nó phạt ngày 100 đồng, có khi là một tháng là nó phạt cũng gần 3.000. Thì là khi mình mua là mình mới kiểm soát là chủ cũ có bị không. Bây giờ có nhiều người thích mua nhà mới nhưng mà không muốn vô trong nhà có khu ban quản trị, tại cái đó rất rối rồi, mỗi tháng phải đóng tiền thêm tiền quản trị nữa. Người ta thích là có mua nhà, cái đi có mua nhà mà có không có cái homeowner association, vậy là mình tự do hơn. Khi mình tới inspection rồi nó nói rồi mình thấy là mọi việc toàn hảo, hay là nếu mà không có toàn hảo chỗ này sửa chỗ kia sửa, mình nói cho chủ biết thì mình thương lượng giá lại. Nếu mà có nhiều sửa quá mà tốn cả nhiều tiền thì mình phải bớt cái giá xuống mình mới mua. Nếu mà họ đồng ý bớt giá thì là mình tiếp tục cái hành trình mua đó. Nếu họ không chịu thì là hợp đồng bị hủy. Tại trên hợp đồng, cái bản hợp đồng đó mình có để là nếu mà inspection mà mình không chịu thì hợp đồng bị hủy, thì cái tiền đó, tiền đặt cọc đó sẽ trả lại cho mình. Sau khi hợp đồng ký rồi thì là thường thường người ta biểu mình phải bỏ 10% tiền cọc. Thì cái 10% tiền cọc đó là mình không bao giờ đưa cho người môi giới, không bao giờ đưa cho, chỉ đưa luật sư của mình thôi, luật sư mình giữ cho mình. Đưa người ta rồi mai mốt mà nếu mà hợp đồng bị hủy khó đòi lại ha, luật sư của mình thì họ bây giờ họ cũng bên mình. Luôn luôn nhớ nha bạn, cái tiền đặt cọc là phải đưa cho luật sư của mình, thì sau này mình có thể giờ đòi lại. Đó, đây là cũng là xong rồi thì là những ngân hàng và luật sư sẽ báo cho các bạn chuẩn bị tới ngày mình đi coi. Trước khi cái ngày giao tiền, giao chìa khóa thì mình đi cho mình tới mình coi một lần nữa. Bao giờ vậy, nếu mà closing buổi chiều thì buổi sáng mình tới mình đi coi thử cái nhà đó y hệt vậy không. Nếu mình mua có bàn ghế để mà trong hợp đồng có để có bàn ghế, mà cái bàn ghế nó còn đó không. Nếu mình mua mình để cái đèn họ nó để cho mình mà họ không để. Mà thường thường nhà ở Mỹ là bao giờ cũng để lại tủ lạnh,
máy giặt là những gì, máy giặt là bếp điện bây giờ cũng để lại, người chủ nhà không có được quyền đem đi mà máy kiểm soát. Có nhiều người có một lần đó, có nhiều người nó đi đó, nó còn đem theo hay nó có cây mà nó quý đó, nó còn nhổ đem theo nó bạn. Thành ra trước khi mình trả tiền để mình nhận chìa khóa nhà là mình phải tới mình kiểm soát lại lần nữa. Để tới lúc đó closing thì mình đem tiền từ ngân hàng bằng cái xét nhà băng đưa cho ông luật sư của mình. Ông luật sư ông sẽ sau khi đã trừ hết, nếu người ta còn thiếu nợ cái gì đã trừ hết thì mới đưa lại cho người kia, thì ông sẽ đưa cho mình cái thì bên kia nó phải ký cho mình cái warranty deed, nó cũng như là cái giấy chứng nhận là mình là chủ quyền. Thì ông luật sư sẽ lấy cái chủ quyền đó, ở giấy chủ quyền đó ông đi, ông cho đưa cho mình một bản phụ, ông lấy bản chính ông đưa lên tòa để ông đăng ký lên tòa. Sau khi đăng ký lên tòa rồi thì họ sẽ gửi lại cho mình. Rồi cái bảo hiểm của Tyson nó cũng sẽ cho mình ngay lúc closing, nó sẽ cho mình cái policy, cái tờ giấy bảo hiểm. Đó là chủ nó phải đi chìa khóa cho mình. Chìa khóa nhà xe, nếu mà có cổng thì chìa khóa cổng, thì mình kiểm soát lại mình có mỗi thứ hai chìa. Thường bắt buộc phải hai chìa. Có nhiều chìa đâu bạn biết không? Muốn đi làm lại copy là rất, làm bản phụ là rất rối, những chìa là phải biết con số của nó mới làm nổi. Thành ra mình phải kiểm soát là chủ nhà đưa cho mình lại hai chìa khóa. Và khi nào mình dọn tới nhà thường là mình đổi ống khóa ha bạn. Mình không muốn cho người thân của người chủ mà người nào có chìa khóa trở lại vô nhà mình. Thì cẩn thận là mình về tới nhà rồi đó thì mình cho kêu thợ tới sửa chìa khóa. Đó là bắt đầu dọn bạn dọn ngôi nhà. Congratulations. Cái clip sau mình sẽ chỉ cho bạn cách trả tiền sao để mà thay vì 30 năm thì 15 năm mình xong rồi, cách mình sử dụng cái tiền nằm trong cái nhà để bảo vệ an toàn cho mình nếu mình bị thất nghiệp. Mình sẽ dẫn cho bạn nghe mình cách lấy tiền từ trong cái nhà mình, mượn tiền bằng từ nhà băng từ trong nhà mình để mình mua nhà khác để mình đầu tư. Cảm ơn các bạn. Bye bye.